Xin chào quý nhà phân phối. Tôi tên là Bùi Văn Xuân, năm nay 37 tuổi. Tôi sinh ra và ở trong một vùng quê rất yên bình, được lớn lên dưới sự chở che của gia đình. Nhưng tôi luôn ấp ủ cho mình một ước mơ là sẽ trở thành một người thành đạt để giúp đỡ người thân và gia đình của mình. Sau 17 năm miệt mài đèn sách, tôi đã lấy được cho mình một tấm bằng kỹ sư. Với nhiệt huyết và khát vọng của tuổi trẻ, tôi đã thử sức mình ở rất nhiều môi trường. Nhưng vì kinh nghiệm còn yếu, cộng với biến động của thị trường, tôi đã bị thất bại rất nặng nề. Tuy nhiên, khát vọng về một cuộc sống thịnh vượng vẫn không ngừng trong tôi. Chính vì vậy tôi đã được tiếp nhận cơ hội kinh doanh cùng với Nhiều Mây, thông qua một người anh, một người thầy và là một người quý nhân của tôi, đó chính là thủ lĩnh Vũ Văn Bằng. Bắt tay kinh doanh cùng với Nhiều Mây, tôi làm những công việc như là đi bán hàng, chăm sóc khách hàng và mời anh em cùng tham gia kinh doanh. Và từ đó, đội nhóm kinh doanh của chúng tôi dần dần được hình thành. Bùi Văn Xuân là một tấm gương lớn về tinh thần lao động, học tập và cống hiến hết mình vì sự nghiệp. Tôi rất là tự hào vì có một người F1 tuyệt vời như Bùi Văn Xuân. Và chúc mừng cho em Xuân đã đạt tới danh hiệu 5 sao vàng sau một thời gian rất là ngắn. Và chúc cho em cùng đồng đội của em mỗi ngày một phát triển để vươn tầm ra quốc tế. Dưới sự dẫn dắt của tuyến trên là thủ lĩnh Vũ Văn Bằng và đặc biệt là tổng thống lãnh đạo Văn Điệp, chúng tôi thường xuyên có những buổi họp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm để hỗ trợ nhau phát triển kinh doanh. Ngày hôm nay tôi rất là vinh dự được đại diện cho toàn thể các cô bác, anh chị em nhà phân phối lên đây nhận danh hiệu cao quý 5 sao vàng của tập đoàn. Danh hiệu này là thể hiện cho kết quả của sự nỗ lực, đoàn kết và hành động miệt mài của tập thể chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Với một thời gian rất ngắn để trở thành một cộng sự của anh Bùi Văn Xuân, tôi đã có những gặt hái nhất định thành công trong môi trường kinh doanh mới của mình. Và với một người cộng sự, tôi rất ngưỡng mộ tinh thần học tập, làm việc, hy sinh vì đội nhóm, vì toàn thể tất cả các nhà phân phối nói chung trong sự nghiệp kinh doanh với Nhiều Mây. Và tôi xin chân thành gửi lời chúc đến anh đã cán mốc nhà phân phối 5 sao. Chúc anh trên con đường sự nghiệp này sẽ có thật nhiều những thành công mới để xuất sắc tất cả các nhà phân phối nói chung cán mốc sao vàng giống như anh. Mục tiêu của chúng tôi là phấn đấu làm sao để tất cả những nhà phân phối chuyên nghiệp sẽ có được thu nhập ổn định. Tôi mong muốn rằng tất cả những cô bác anh chị nhà phân phối trong tổ chức của chúng ta hãy phấn đấu hơn nữa, nỗ lực và đoàn kết hơn nữa để đạt được mục tiêu trên. Tôi xin cảm ơn. Mục tiêu của đội nhóm chúng tôi là giúp cho tất cả mọi người đều được thay đổi cuộc sống. Hà Nội quyết tâm trở thành trung tâm của New Way thế giới. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm.